Tổng vị trí của lô đất này á, là 16 mét, gần 16 mét anh chị nhá, 15 mét rưỡi, sâu là 32, thổ cư 100 và được xây rào vuông vức như thế này. Đất này thì thuộc khu dân cư tại thôn Nam Hải, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Và chủ nhà đang nhờ bán là 460 triệu cả lô. Cái lô này được chủ nhà xây rào vuông vức thế này và để cả lưới rào B40 và có cái cổng rất là to như thế này. Mặt tiền chính là mặt tiền bê tông, sổ sẵn tại nhà, anh chị mua bán công chứng được ngay. Đấy, ngay khu dân cư đông đúc và chúng ta sẽ nhìn xung quanh sẽ thấy khu dân cư như thế này. Đây, nhà dân đầy đủ hết. Và lô đất mình được rào vuông vức như thế này hết anh chị ha. Và có một cái cổng rất là to. Wow. Chúng ta đi vào bên trong cho anh chị xem. Đây anh chị nha. Đó, ở rào vuông vức. Và đằng sau có đường rào hết anh chị ha. Và được rào lưới B40 như thế này hết này. Đất bằng phẳng cao hơn so với đường khoảng tầm 50-60 phân. Và có cả cái giếng khoan điện đầy đủ anh chị nhé. Đây. Từ vị trí này ra trường chợ thì khoảng tầm 1 km đến 2 km thôi anh chị ha. Và đường này là đường bê tông thông anh chị nhá. Bê tông thông này. Và bên này cũng vậy anh chị nhá. Đây cũng là đường bê tông thông hết anh chị ha. Và dân cư xung quanh như thế này. Với giá là 460 triệu cả lô. Tất cả các khoản thuế phí giấy tờ thì chủ nhà lo hết anh chị nhá. Rồi. Đất này thì thuộc thôn Nam Hải, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Anh chị thật sự quan tâm thì liên hệ ngay để đi xem và chốt nha.